lá bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắc ra. Lá bó sau khi được xào từ 1 đến 5 phút, ta đổ rượu cho đều. Dùng thìa đảo lá thật đều lên. Chúng bao gồm một tấm vải xô kích thước dài từ 32 phân, rộng 2 phân, hoặc một chiếc khăn sứa của trẻ sinh dài 32 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó được đảo đều rồi xúc lá từ ống chảo cho tấm vải xô. Dùng thìa dán mỏng đều tay vào vuông góc bốn cạnh. Sau đó ta gấp vuông góc bốn đầu lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân dùng một tấm giấy hoặc một tấm ni lông là mặt ngoài của lá. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách ngoài lá thứ nhất của nhà thuốc. Có cái ngoài lá thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ sinh, các bạn đổ ra. Rồi mở miệng túi, ta xúc lá từ trong chảo ra. Ta dàn mỏng đều tay. Xóc lá rất đều, dàn mỏng đều tay. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân dùng một tấm giấy hoặc tấm inox cũng được đặt mặt ngoài. Quần áo đã ngửa lá lên. Đây là cách ngồi lá thứ nhất và cách nhau thứ hai của nhà thuốc. Bệnh nhân thì chọn cách 1 và cách 2 cũng được. Người ta vào vị trí bệnh. Em chào anh. Hôm nay anh đến nhà thuốc điều trị bệnh. Trước tiên anh cho biết về đôi lời về họ tên địa chỉ của anh ở đâu? Tôi là Phùng Văn Minh. Dạ vâng. Địa chỉ ở thôn Nội, Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng. Đấy, năm nay tôi 47 tuổi. Vâng. Cái quá trình bệnh tật của anh đau như nào? Anh điều trị ở những đâu và đi chụp chiều ở đâu? Có nghĩa là tôi thì cái bệnh này thì tôi đau từ bắt đầu từ 20 tháng 6 âm lịch. Dạ vâng. Đấy. Thế thì tôi đi thực ra nói là khi bệnh nó đau nuốt hết ở mông xuống đến chân, kéo hết xuống chân này, mà tôi đã đi điều trị thực ra là phải nói là từ trung ương đến địa phương. Dạ vâng. Tức là từ bệnh viện huyện đến về đến bệnh viện Việt Đức. Đấy, hai lần đi Việt Đức. Dạ. Và uống rất nhiều loại đông thuốc của các nhà thuốc khác, ví dụ như là Nguyễn Thế Quý rồi này, thuốc ở trong Thanh Hóa của thầy Hoàng này, dạ, vâng. An Cốt Lam này, tất cả những đấy tôi đã đều dùng hết rồi nhưng không có hiệu quả. Dạ. Hiện tại thì cái triệu chứng đau của anh như nào? Triệu chứng đau là bây giờ tôi đau một lửa cái lưng. Dạ. Ở cột sống thắt lưng này.
Vâng. Nó đau hết ở cái mông này, kéo xuống đùi và kéo tận ngón chân cái, bắp chân. Anh đi xuống đây có đi bình thường không? Đi thì uống thuốc giảm đau vào thì đi nó dễ chịu hơn một tí, còn nếu không là đi cứ hơi cong cong người thì mới đi được, chân rất khó chịu đi. Vâng. Hôm nay anh đến nhà thuốc thì em điều trị bằng phương pháp là cả đắp cả uống nhá. Anh nằm trong giường đi. Nằm xuống giường. Nhớ điều trị trong hình điều trị kiêng gì cho em nhé. Anh nằm sấp xuống. Nằm sấp nhậm. Rồi. Anh nằm xuống xuống nha. Dạ. Anh nằm xuống nha. Anh trên đây kịp vào trong đi. Đi vào trong. Anh điều trị tất cả là bị này tất cả bao nhiêu thời gian nhỉ? 6 tháng. 6 tháng. Cũng vào rồi, cũng sâu thẳng. Xin cái biên cho em nhé. Anh này thì từ đâu là 5 em 1 nhé. Anh nghiêng nghiêng người, nghiêng người, nghiêng người đây. Đây anh đắp cái gì đây? Đấy, cái đen ở da rồi, đấy là vẫn nguyên vết đắp cao của ở Hà Nội như Hà Nội. Vâng, vâng. Nhằm làm sắp đây. Các bác, mấy bác nhìn dưới nhá, đắp nào thì em hướng dẫn nhìn như này nhá. Đấy, anh đầu nguyên cái lực người đấy, nguyên này cũng đầu thế nào? Hàng ngày đắp thuốc thì anh đắp về này nhiều hơn cho em nhé. Cái bài đắp là thì đắp cho anh là có ấy rồi. Nhưng cái là phu xà thì em buổi sáng nhá. Phu xà, và kiêng sẽ bị thịt chó cho em. Anh được mấy cháu rồi? Được ba cháu. Ba cháu. Không có đâu mà cả nhà xuống là cháu cũng chín. Vâng. Các cháu cứ làm. Mông bên này là hơi bị nếp. Đúng rồi, mình cảm nhận được đấy. Cao này đắp nó cháy ra. Đấy thì các nó rất, có nghĩa là đắp nó thẳng luôn lên này. Dạ vâng. Đây có một miếng, đắp một miếng ở chân này, bây giờ nó vẫn còn hình đấy. Vâng. Nhưng chân của anh bên này bắp hơi bị nhầy nhá. Yếu cơ rồi. Đây là đắp cao ở chân này ạ. Đấy, đắp một miếng ở đây này, đấy, nó vẫn còn hình đấy. Chắc còn anh dạng kiểu thoát vị hình đệm, dạng họ được đau hình tọa ấy. Đấy, đau hình tọa cái, nó bị ở cái đốt L4, L5. Vâng. Nó chèn vào hộp. Đúng rồi, nhưng mà họ lại tưởng thoát vị ấy à, tưởng là đo hình tọa nhưng không phải đâu. Đo hình tọa là nó chèn nó đo thoát vị sinh ra mà phải nhìn đẹp sinh ra mà nhá. Mà có sống ấy. Có nghĩa là nguyên ở trên lưng này cũng làm nếu cũng nguyên là nó mờ dưới trên đấy đắp 4 miếng ở cột sống lưng. Mông người bị ở dưới đó. Nhìn nó kêu thì mình chó cho em nhé. Nhớ đấy, cái đấy. Thực ra rượu bia thì không chắc. Vừa xong anh đi lệch người nhiều đúng không? Lệch đấy, đi lệch người đấy. Lệch người nhiều. Ngồi á, à, ngồi đúng một bên hông trái, một tay trái này, chống cuống. Rồi. Đỡ. Thì em nằm cho anh, anh đi lại sẽ đỡ này. Từ 5 đến 3 lần giấy như này nhé. Mà tới kết thúc cái da có thể bệnh nhân cắt một cái tấm vải hoặc khăn mặt đợt đặt trực tiếp vào đây, hoặc có thể bệnh nhân nót được giấy như này. Đặt là lên, có thể bệnh nhân xoay dọc cái này xoay ngang lại được. Mặt ngoài của nó thì thường thường mới đâu thì nhà thuốc hay nót bằng tấm ni lông này cho giữ ẩm tốt. Có
Còn sau khi bệnh nhân đỡ đau rồi thì có thể lót mặt ngoài bằng tấm vải này. À, tấm vải này. Mình muốn lại thì mình lót cả tấm giấy cho nó tốt. Mặt ngoài cùng thì đắp một tấm ni lông. Bệnh nhân có thể đắp ngày thì nghỉ, tối mà đắp tối thì ngày. Dùng băng phun cố định lại. Là bó đắp từ 6 đến 8 tiếng. Bệnh nhân nào chăm chỉ đắp thì đắp cả ngày cũng được. Trong điều trị thì anh kiêng rượu bia chó cho em nhé, năng nu xà cho em. Đặc biệt là anh kiêng rượu bia thịt chó cho em. Đây là cách đắp cho anh xong rồi nhé. Tắm rửa anh bỏ lá ra sao lại đắp vào nhé. Tắm ngày thì là nghỉ đêm. Tắm ngày thì nghỉ đêm mà đắp đêm thì nghỉ ngay. Điều gì của anh cả đắp và uống từ 2 đến 4 tháng nhé. Rồi anh ngồi dậy cho em đi. Rồi anh tí là còn ghi cho em. Rồi anh đi một vòng sân cho em anh ơi. Rồi đi ra đây anh kìa. Đấy, đi ra cái xe máy kìa. Đấy, đi ra đang quay qua lại quá. Rồi. Anh đi một vòng tròn cho em. Về nhà là không rượu bia cho em nhá. Cảm giác đi dễ chịu hơn chưa anh? Dễ chịu hơn không? Dễ chịu hơn. Rồi anh ra ngồi ghế kia. Vâng. Anh nên ngồi ghế trên kia. Rồi. Vừa xong em đắp thuốc cho anh rồi. Tí em cắt thuốc cho anh. Cứ đắp cả uống nhá. Điều trị từ 2 đến 4 tháng. Thì cách ăn kiêng là anh kiêng rượu bia này, thịt chó cho em, năng đu xà cho em nhá. Rồi của anh xong rồi. Em chào anh nhá. Vâng. Bác nằm lên trên giường rồi chẳng, nằm lên trên giường rồi chẳng. Thì bác này cháu không lấy hình ảnh của bác này. Em thấy một người thôi, không lấy hình ảnh. Một người. Phim bác đâu? Phim đấy là chụp tháng 3. Thế còn này phim khi mới hôm được gái vào bên khăn đó. Quê bác ở đâu? Thì nhà nước chủ ngay. Đi thế nào làm được? Tôi lúc ra đã phải đi Việt Đức một người chưa muốn đi làm. Số hàng này không làm ăn được. Ăn cơm không có. Ăn cơm bao giờ cũng bị quỳ. Về đi quốc đi cưới gì đấy? Thấy chỉ được 2 tháng thôi, đi từ giờ cũng đi nghiên cứu, cũng nghiên cứu thầy Hoan này, nghiên cứu nhiều đấy, thì là mình điều trị ở các nơi nhiều quá đấy, mà nó không khỏi đâu, ra mình cảm thấy sợ sợ nó mất đi lòng tin, nhưng mà trong cái quá trình mình xem và phỏng vấn nó không quảng cáo, tức là không quảng cáo là tôi chữa thế này, thuốc thế này, thì người ta không quảng cáo là một người để chữa thằng bạn. Bác tên là gì? Tính bao tuổi bác? Còn tôi là tiếng trong thâm tâm tôi nhớ là bác về nhà bác không làm nặng nhiều nhá. Không đi nào lắm rồi. Hả? Bỏ. Giờ anh đầu tiên anh chỉ cuộc sống nó bị đẹp nhá. Là 5M1 kia nó trượt 4 theo trước của 1 nhá. Còn như đẹp nữa. Đây là đã 10 tháng
người tôi phải đi chụp cộng từ mười trước lúc chụp cộng từ này thì chứng đau gắt như nào? Chứng đau gắt như nào? Và tính để nằm sau cho cháu bây giờ nằm giọng đầu lúc nào nó có đau thì nằm chế về nhà này bác tuổi cao thì bác không đu xà bằng năng cái xà đó nhá vít là không con này là được vít thôi. Trong bệnh viện đàng hoàng chứ. Sao không đi? Hả? Không biết, nhưng mà đây mình cũng thiếu chỉ định chụp cộng từ đàng hoàng đấy chứ. Trước cái đáp thì nó đang đáp nhá. Thì bác quần cho nó từ 5 đến 3 lần như này. Thì nó đắp vào đạp lên chụp chiếc vào da. Có thể bác bệnh nhân thay bằng một cái miếng vải hoặc là khăn mặt cũng được. Bác sĩ điều trị cho mình nó đặt trực tiếp vào đấu là bó được sao thì 1 đến 5 phút rồi anh này. Bây giờ cái ông này nhé. Trước mặt thạc sĩ bây giờ là lên mặt ngoài ngoài của nó thứ nhất có thể nên tấm giấy hoặc là lót bằng một tấm ni lông. Trong khi điều trị có thể bệnh nhân nó đau lên một tí nhá. Có thể là giảm luôn có hai phần đấy. Còn uống thuốc mà phải đau là tốt, giảm đơn đau cũng tốt. Mặt ngoài của lá bệnh nhân có thể là nốt một tấm mi đông này cũng được. Mà dùng băng tuôn cố định nặng. Bác đắp tối bác nghỉ ngày nhá. Bác luôn ngày thì tối bác ngủ bác cuốn vào đây, bác cuốn cái thằng. Sao từ 1 đến 3 phút cho lắng lên cho cái chảo làm một cái chảo duyên biệt. Anh nói chuẩn đấy. Làm cái chảo chuyên biệt thì sau 1 đến 3 phút nó ấm ấm lên cái là sờ nó nóng nóng 30-40 độ đấy xong rồi đầu quán mua rượu trắng tưới một chén nó thấm ra. Bác tưới tay lên, đấy gói cái giặt giảm như thế nó tới và cuốn vào cổ. Anh làm được nắp như này xong rồi nhé. Bác đắp túi đang nghỉ ngày nhé. Đang ngày bác nghỉ tối. Bác ngồi lên. Giờ là khám hôm nay nó lăn ra, khám hôm nay nó ba lần. Ngồi đấy. Vừa rồi. Bác thằng trầm bình tuột này. Cái này thì bác về nhà ấy. Mỗi buổi chiều bác bỏ lá ra. Nếu bác đi làm vào ban ngày ấy, thì bác buổi tối nhá. Tối đắp thì bác ngày bác bỏ ra. Bác này để ngăn lá bó để và ngăn mát nhá. Còn lá chưa dùng để ngăn đá cháu. Còn cái hàng ngày 5 ngày đó bác duy trì cho cháu là mỗi ngày sát lại một lần. Sau từ 1 đến 3 5 phút đấy. Xong đổ rượu đắp vào. 5 ngày sau bác đừng vứt lá đi mà cho ngâm rượu bóp nhá. Điều trị của bác từ 2 đến 4 tháng là khỏi nhá. Bác bị thoát vị đệm phình đệm kém đệm thoái cột sống nhá. Đây là 4 hay là 5. Và em là 4 trượt đặt trước nhá. S1 ảnh hưởng. Bị trượt ạ. Rồi các bác xong rồi. Nhưng bác kinh khen là cháu thật tốt nhá. Vâng. Lá tre chẳng qua là nó chỉ là nó tiêu bớt cái nhân nhời đi để nó giảm hóa như thế này bà nhá. Nhưng của bà thái hóa như thế này bà đen xì hết rồi thì. Hôm nay thì có đốt rồi. Làm sao? Tê chân được không? Phát vị đẹp, đầu mua 5. Rồi, cái quần này. Cái quần này. Nhưng mà xương sống nhìn vẫn đẹp lắm. Đẹp trai này gì? Anh đau bên nào nhiều?
xuống. Anh bao tuổi nhỉ? 46. Anh mạnh anh sang đây. Này nhẹ không thì phải tí. Bác chị bị làm sao? Các chị đỡ đau nhiều chưa? Không phải cháu có hai người đúng không? Trước khi cháu cháu về cái khoa là cháu vừa mới về cháu à? 9 tháng cháu học quân y về. Giờ thì ngay chúng mày tháng 9 tháng cháu học quân y về 9 rồi. Mắt đây đúng không? Chỉ có phim cắt dọc cái này cháu nhìn được, phim cắt ngang thì nó hơi khó nhìn. Như bà năm cái đốt của bà, đốt sống của bà, cái xương của bà biết là bà đen xỉ hết rồi, thoái hóa hết rồi. Một, có một đốt nó hình thì nó thoát ra ngoài rồi chứ. Anh đau bên này nhiều à? Bên này à? Bên trái. Đau bên phải. Vì anh bên này bên trái nhiều mà. Vâng. Hết năm trái rồi. Cái hôm này chung dưỡng nghỉ khi vậy? Thay ra thì vừa rượu thì mai mai xoa bóp. Sau rồi xoa bóp chân nhất. Anh đang bóp. Ban đầu là xoa bóp đắp cái này 5 ngày thì mỗi ngày xoa lại một lần. Đắp vào. Chú nghề đắp nghề tối rồi. Đắp ngày thì tối bỏ, nhưng ba thì cháu cái cổ thì lại phải đắp tối. Đáng bỏ. Đó, sao được một ba phút mua một cái chảo chống dính nha. Hít thật sâu đi. Hít thật sâu đi. Cầu cầu kia. Cầu kia. À, này năng về năng chào nhân được anh ơi. Đây đây. Nào. Cái năng luôn thì về nhà anh đừng làm nặng nhá. Anh không phạt nha. Anh lấy kêu cục ra nha. Hả? Không này quan trọng nhất nhưng về kim tiểu yên nhá. Nắm như là ổn định rồi về nhà phải kiêm. Kiêm cái đấy. Nhá. Đây có đắp, trước khi đắp thì anh lấy cho em quấn 5-7 giờ này để giấy này nhé. Có thể anh dùng một khăn mặt được, tấm vải được, vừa cũng thiết quần quần áo. Đặt đúng không? Đặt trực tiếp vào nha. Nhân có khăn mặt thì đắp khăn mặt tốt hơn. Thì thay bằng giấy, giấy hay thì ấy mà. Hay rơi, hay thì đứng nát. Nào bỏ được sao cái này rồi, đặt trực tiếp vào đây nhé. Thật ngoài quần áo bệnh nhân nó một tấm giấy như này. Hoặc là bệnh nhân nó bằng tấm ni lông. Trong nhiều chị là không rượu cái thịt chó nhá. Đặc biệt đấy. Hoặc mà là bệnh nhân nó một tấm ni lông này. Anh kiêng rượu cái thịt chó thì anh ổn được. Anh ổn định được, khỏi được nhá. Không kiêng được thì không khỏi được đâu. À nó lạnh mà. Vì nó lạnh anh ấy hao lạnh thì gần sáng nó hay bị bổ cơ. Sinh ra thì được T. Phải kiêng trong vòng thuốc hay này. Kiêng suốt trong cái thời gian uống thuốc thì lúc khỏi bệnh. Những cái đấy thì không bao giờ. Một mình thì không uống thuốc thì em đã thấy. Thực ra đấy, bán luôn nhanh ngâm 30 lít rượu lên đấy nha. Nhưng thực ra là chưa lếm tí nào thôi. Đây em có đưa ra đây. Này đắp thuốc anh xong rồi nhá. Trong thì vệ sinh thì chó đem nhá. Điều trị thì 2 4 tháng khỏi. Chung rượu xong rồi. Bao giờ phải thật mà chạy từng tưng là bắt đầu nào. Không có lô. Bây giờ được rồi. Em lấy thuốc
mà khi chị viết trò cho em nhé. Một tháng thì bao nhiêu bao lần quay cho cháu ạ?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà có làm được. À thì tốt, em không có hay đi em. Dạ. Cô làm nhà có làm được. Hai tay và hai chân tập thể dục không được. Kia đi cho em nhé. Em đi thì sao mày ơi? Ví dụ như là tối năm ngày thì chưa bà bỏ ra tối bán sao ấy.